Đã đến lúc nấu những mâm cơm Tết rồi. Tôi ăn Tết, bạn cũng thế. Mâm đầu tiên. Rồi thì đây sẽ là cái mâm cơm Tết đầu tiên mà mình sẽ làm nhé. Những món mình có ở đây sẽ là thịt gà luộc, cái phần ức gà đầu cổ cánh cũng như là cái phần nước luộc gà, thì mình sẽ làm thêm một món miến bằng gà ha, là được hai món. Không thể thiếu nem chiên rồi, ngày Tết để cho năm trước có cái gì xui rủi để cho nó khổ qua. Làm cái món khổ qua nhồi thịt. Tết nhất thì rất là nhiều thịt thả, thì chúng ta làm thêm một tí gọi là bò xào rau củ ăn cho nó lạ miệng ha. Màu sắc nó cũng rất là đẹp nữa. Cái này thì chúng ta có thể ăn với cơm hoặc là ăn miến thôi cũng được, rất là ngon. Nhưng mình thì mình chọn ăn cơm nhé, chắc bụng. Để làm cho cái lớp vỏ bên ngoài của cái nem rán này nó giòn hơn thì mình xài cái nước nhúng bánh tráng để mình vắt thêm chanh vô ha, để cho nó tạo ra một cái lớp vỏ giòn như thế này. Công thức hóa học như thế nào thì mình không biết, nhưng mà mình biết là vắt chanh hoặc là nhúng giấm vào cái nước mà nhúng bánh tráng thì nó sẽ giòn hơn. Đấy, mẹ mình bảo thế. Bò xào súp lơ ngon ghê mọi người. Mỗi tội súp lơ hơi đắt. Tổng tiền ngày hôm nay mình đi chợ thì sẽ hết khoảng tầm 500.000 đấy mọi người. Nhưng mà mình mới chỉ làm hết khoảng tầm một nửa số nguyên liệu thôi. Có một cái khá là mắc mà mình hơi bất ngờ, đó chính là cái măng khô 30.000 một lạng mọi người, khoảng tầm 300.000 một ký. Nhưng mà mấy cái món Tết thì mình nghĩ là nên có cái măng khô, ăn nó lạ miệng và ngon phết. Và đây, bữa đầu tiên của mình, 5 món, mọi người tham khảo thử nhé. Tôi ăn Tết, bạn cũng thế.